Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cách chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho người tuổi Tý giúp gia chủ phát tài phát lộc. Xông đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi xông đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người xông đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xông đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, xông nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý năm 2020 đối với người tuổi Tý. Thứ nhất, ở cái tuổi là mức khá, tức là ở trên cái mức trung bình, gồm có Đinh Mão năm 1987 này, Đinh Tị 1977 này, Mậu Tý 1984 này, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão là 1999, Kỷ Tị là 1989, Canh Tý 1960 rồi Canh Dần là 2010. Kiêng các cái tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Thứ hai là cái tuổi tốt để xông nhà cho ngày mùng 1 Tết. Ở đây thì gồm có các tuổi là Nhâm Dần 1962, rồi Ất Tỵ 1965, Đinh Mùi là 1967, Mậu Thân là 1968, người Canh Tuất là 1970, Nhâm Tý là 1972, Ất Mão 1975, Kỷ Mùi 1979, Canh Thân 1980, thì Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Đinh Sửu 1997 và Canh Thìn là năm 2000. Đinh Hợi là 2007, Kỷ Sửu là 2009, Nhâm Thìn 2012. Hơn Nhâm Thìn bỏ qua. Rồi Ất Mùi 2015, rồi Mậu Tuất 1958, Kỷ Hợi là 1959. Trong đó các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 1952, rồi Ất Mùi 1955, 2015 thì tốt nhất vì được cả can và cả chi. Và bây giờ đây là cái tuổi xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng xem cái tuổi khá đã, tức là ở trên cái mức trung bình. Thì nếu như chúng ta không chọn được cái tuổi tốt thì chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái tuổi này cũng được. Thứ nhất là Canh Tý năm 1960 này, Canh Tuất 1970, Nhâm Tý 1972, Nhâm Tuất 1982, rồi Tân Mão 2011, rồi Tân Mùi 1991, Tân Dậu là 1981, Tân Hợi 1971, rồi Quý Mão 1963, rồi Quý Tị, Quý Mùi
là 2003, Quý Dậu 1993 và Quý Hợi là 1983. Và chúng ta đặc biệt chú ý là kiêng các cái tuổi có hàm can là Giáp, Bính, Mậu và các cái chi là Ngọ và Dần. Còn đối với các cái tuổi tốt để trong nhà trong cái ngày mùng 6 Tết này thì gồm có Tân Sửu 1961, Ất Tỵ 1965, Đinh Mùi 1967, rồi Quý Sửu 1973, Ất Mão 1975, Đinh Tỵ 1977, Canh Thân là 1980, Ất Sửu 1985, rồi Đinh Mão 1987, rồi Kỷ Tỵ 1989, rồi Nhâm Thân là 1992, Ất Hợi 1995, Đinh Sửu 1997, rồi Canh Thìn năm 2000, Tân Tỵ 2001, rồi Ất Dậu 2005, rồi Đinh Hợi 2007 và Kỷ Sửu 2009. Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013, rồi Ất Mùi 2015 và Đinh Dậu là 1957. Trong đó là những cái tuổi Ất Tỵ như là 1965, Đinh Tỵ 1977, rồi Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Thì tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Tý theo từng cái tuổi cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với tuổi Giáp Tý năm 1984 thì Giáp khắc Mậu và Canh hợp với Kỷ. Như vậy là có các cái tuổi hợp như sau: Kỷ Sửu 2009, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Nhâm Thìn là 2012, Giáp Thân 2004 và Bính Thân là 1956, Nhâm Thân là 1992. Đối với tuổi Bính Tý năm 1996, 1936 thì Bính khắc Canh và Nhâm hợp với Tân. Như vậy là hợp tuổi là gồm có là Tân Mão 2011 và 1951, rồi Tân Tỵ là 1941 2001, Tân Mùi, rồi Ất Sửu, Đinh Sửu, rồi Tân Sửu, Quý Sửu, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Giáp Thân, Bính Thân, rồi Mậu Thân. Thứ ba là tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 thì chúng ta chú ý là Mậu khắc Giáp, Nhâm và hợp với Quý. Như vậy cái tuổi hợp đấy là Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Đinh Sửu, rồi Tân Sửu, Quý Sửu, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Bính Thân, Mậu Thân và Canh Thân. Thứ tư là cái đối với tuổi Canh Tý năm 1960 thì Canh khắc Bính, Giáp và hợp với Ất. Nhưng cái tuổi hợp đấy là Ất Mão, Ất Tỵ, rồi Ất Mùi, rồi Ất Dậu, Ất Hợi, rồi Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Canh Thân, Nhâm Thân. Thứ năm là tuổi Nhâm Tý năm 1972 thì Nhâm khắc Mậu, Bính và hợp với Đinh. Như vậy là cái tuổi hợp đó là Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, rồi Đinh Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Canh Thìn, Nhâm Thìn, rồi Giáp Thân, Canh Thân, rồi Nhâm Thân. Như vậy là quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý anh chị và các bạn các cái tuổi hợp để trong nhà cho người tuổi Tý trong năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trong đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.